chém bóng tốt, điểm cho Hải Phòng. Bỏ bóng tốt, điểm Hải Phòng 2-1. Bỏ bóng tốt, điểm Hải Phòng 3-2. Điểm Hải Phòng 4-2. Chắn bóng tốt, điểm Hải Phòng 5-2. Hai đội đổi sân. Điểm Hải Phòng 6-2. Phá bóng hảo, điểm Thành phố Hồ Chí Minh 3-6. Đánh bóng ra ngoài, điểm Thành phố Hồ Chí Minh 4-6. Đặt bóng tốt, điểm Thành phố Hồ Chí Minh 5-6. Đặt bóng tốt, điểm Hải Phòng 7-5. Điểm Hải Phòng 8-5. Đập bóng tốt, điểm Hải Phòng 9-5. Phát bóng hậu, điểm Thành phố Hồ Chí Minh. Bóng chạm tay ra ngoài. Bỏ bóng tốt, điểm Thành phố Hồ Chí Minh 7-10. Điểm Thành phố Hồ Chí Minh 8-10. Bỏ bóng tốt, điểm Hải Phòng 11-8. Điểm Hải Phòng 12-8. Bỏ bóng tốt, điểm Thành phố Hồ Chí Minh 9-12. Hai đội tạm dừng hội kỹ thuật ở hiệp thứ nhất.
đặt bóng tốt, điểm Hải Phòng 13-9. Bỏ bóng tốt, điểm Thành phố Hồ Chí Minh 10-13. Phát bóng ra ngoài, điểm Hải Phòng 14-10. Bỏ bóng tốt, điểm Thành phố Hồ Chí Minh 11-14. Điểm Hải Phòng 15-11. Điểm Thành phố Hồ Chí Minh 12-15. Đội bóng hậu, điểm Thành phố Hồ Chí Minh 13-15, hai đội đỏ xanh. Điểm Hải Phòng 17-13. Đánh bóng chạm tay ra ngoài, điểm Thành phố Hồ Chí Minh 14-17. Điểm Thành phố Hồ Chí Minh 15-17. Trọng tài xác định Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bóng chạm lưới. Bỏ bóng tốt, điểm Thành phố Hồ Chí Minh 16-18. Đá bóng ra ngoài, điểm Hải Phòng 19-16. Bỏ bóng tốt, điểm Thành phố Hồ Chí Minh 17-19. Đặt bóng tốt, điểm Thành phố Hồ Chí Minh 18-19. Bỏ bóng tốt, điểm đội Hải Phòng 20-18. Điểm 21-18, kết thúc trận nhất, đội Hải Phòng dẫn trước 1-0. Đập bóng ra ngoài, điểm Thành phố Hồ Chí Minh 1-0. Yeah!
đặt bóng tốt, điểm Hải Phòng 1-1. Điểm Thành phố Hồ Chí Minh 3-1. Đập bóng tốt, điểm Hải Phòng 2-3. Bỏ bóng tốt, điểm Hải Phòng 3-4, hai đội đỏ xanh. Đánh bóng chậm tay trắng ra ngoài, điểm Thành phố Hồ Chí Minh 5-3. Phát bóng ra ngoài, điểm Hải Phòng 4-5. Đập bóng tốt, điểm Thành phố Hồ Chí Minh 6-4. Điểm Hải Phòng 5. Điểm Hải Phòng. Bỏ bóng tốt, điểm Thành phố Hồ Chí Minh 7-6. Điểm Hải Phòng 7-0, ngay đội đỏ xanh. Hải Phòng chắn bóng chạm lưới. Đỡ bóng hỏng, điểm Hải Phòng 8-0. Phát bóng hỏng, điểm Thành phố Hồ Chí Minh 9-8. Điểm Hải Phòng. Điểm Hải Phòng 19. Phát bóng ra ngoài. Điểm Thành phố Hồ Chí Minh 11-10.
là bóng tốt, điểm Hải Phòng 11 điểm. Thành phố Hồ Chí Minh chắn bóng chạm lưới. Điểm Hải Phòng 13-11. Điểm Hải Phòng 15-13, hay để đỡ sân. Điểm Thành phố Hồ Chí Minh 14-15. Điểm Thành phố Hồ Chí Minh 15-15. Bỏ bóng tốt, điểm Hải Phòng 16-15. Điểm Thành phố Hồ Chí Minh 17-16. Bỏ bóng ngoài, điểm Thành phố Hồ Chí Minh 18-16. Phát bóng trong sân, điểm Thành phố Hồ Chí Minh 19-16, hai đội đỡ sân. Điểm Thành phố Hồ Chí Minh 20-16. Điểm Hải Phòng 17-20. Điểm Hải Phòng 18-20. Thành phố Hồ Chí Minh xin tạm dừng.
Kết thúc hiệp thứ hai, hai đội tạm hòa nhau tỷ số 1-1. Đặt bóng tốt. Đặt bóng tốt. Điểm lại vòng 1-0. Phá bóng hỏng. Điểm. Đập bóng ra ngoài, điểm thành phố Hồ Chí Minh 2-1. Phá bóng tốt, điểm thành phố Hồ Chí Minh 3-1. Điểm Hải Phòng 2-3. Đập bóng tốt, điểm thành phố Hồ Chí Minh 4-2. Bỏ bóng tốt, điểm Hải Phòng 3-4. Điểm thành phố Hồ Chí Minh 5-3. Phá bóng hỏng, điểm Hải Phòng 4-5. Điểm thành phố Hồ Chí Minh 6-5. Điểm thành phố Hồ Chí Minh 7-5. Điểm thành phố Hồ Chí Minh 8-5. Bỏ bóng tốt, điểm Hải Phòng 6-8. Bỏ bóng tốt, điểm thành phố Hồ Chí Minh 9-6. Hai đội đổi sân. Chấm bóng tốt, điểm thành phố Hồ Chí Minh 10-6. Điểm Hải Phòng 70. Phát bóng không qua lưới. Điểm thành phố Hồ Chí Minh 11-7. Phát bóng ra ngoài. Điểm Hải Phòng 8-11. Oh!
bỏ bóng ra ngoài, điểm thành phố Hồ Chí Minh 12-8, hai đội đổi sân. Bỏ bóng ra ngoài, điểm thành phố Hồ Chí Minh 13-8. Điểm thành phố Hồ Chí Minh 14-8. Kết thúc trận đấu, thành phố Hồ Chí Minh thắng Hải Phòng với tỷ số 2-1, giành huy chương đồng của trong khuôn khổ giải du lịch quốc gia bóng chuyền bãi biển vòng chung kết tại thành phố Cần Thơ năm 2019.